Rồi, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Bình Trần nha. Lời nói đầu tiên xin cho phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể các fan của mình là chúc sức khỏe và lời chào thân nhất nha. Mời các bạn đi theo dõi chương mình nè. Thăm ca bảy gắn bạn ơi. Chủ đề huyền thoại, đồ nghề không có gì để khoe với các bạn. Đồ nghề cũng bình thường thôi. Cũng ít chú chuột. Mấy con cũng cùi. Xui bạn ơi, mình đang cầm quay cái điện thoại iPhone 6 nha bạn. Đây là lần thứ hai mình trải nghiệm quay điện thoại này trong 4 năm trời. Bữa nay điện thoại này bạn, điện thoại này đi theo mình cũng 4-5 năm rồi. Cũng rất là đẹp nha. Hồi nãy anh Phúng đang mương cái dèo. Phúng mương cái dèo thì cái tình trạng của nó là cái camera sau này nó bị ố, nó mặt nước nó vô. Nước nó vô rồi, nó mờ câm luôn rồi, hết quay được rồi. Đấy. Ổn quá bạn ơi, mờ luôn. Đi nhà lỗ tiền rồi bạn ơi, chung là quay không được. Quay điện thoại này thì chắc có rung lắc, các bạn thông cảm nha. Tới cái bẫy đầu tiên, hôm nay mình thăm tầm 25 cái nha bạn. Khui khui khui, trời ơi còn chuột luôn. Đây là lần thứ hai thăm còn chuột nha bạn. Chứ lúc trước thăm 4 lần liên tục mà nó dính 4 cái. Nhưng mà chiến rồi không dính chiến này cũng không luôn. Ok, có thể là mình nhóm lên chút xíu nha. Nhóm lên nhóm xuống, cái dòng tóm lại là mình dời khỏi vị trí này một tí nha bạn. Không, hồi nãy gì giống như có hơn cả chục cái rồi bạn ơi. Cái chục hơn cả chục rồi. Mà chưa có một em nào hết trơn. Hay là quay cái điện thoại này nó xui ta. Nó ẩm tới đây là dính được 4 em nè. Cái này là cái 4 con thứ tư nè. Trời, hồi sáng rồi đi cũng chết rồi. Em hết trơn. Chất quốc luôn. Chuột còn luôn. Ông trời sẽ đến thù lùi luôn. Chuẩn bị mưa nữa. Sáng ngày không hé nắng được mình cũng chết. Mưa bão hoài. Gắn gít không đi. Xui xui bị đập ra. Đổ thừa. Còn cái chục cái nó là bộ chơi đâu. Này còn cái nào thì hy vọng tiếp tục cái đó nha bạn. Hy vọng cái tới sắp đây dính con hay con, quay lên chia sẻ cho bạn xem nha. Ok. Đi ra ngoài nữa. Không lẽ không dính hoài sao ta. Cũng có thể lắm cho bộ chơi đâu. Không có cực đáy hết luôn này. Trời ơi, nặng, 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 nặng. Nặng. Vô, 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 con gì đây? Mà nhìn qua cái lỗ đen xì lì. Khà, 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 vô. Thải gì chứ, để không mất mặt à. Mắc cỡ với anh em. Ngon lành cạnh tranh. Chuẩn chất quốc luôn chứ. Ui, trời ơi, trời nó ngon. Nó ú. Phải được cởi khúc đó ngon quá. Trời ơi, nó ú ông nội mẹ ơi. Chắc nó mới vô quá. Cái đầu nhỏ xíu mà cũng trình ình. Có thì mình nè bạn ơi. Con đầu tiên 13 cái 7 à. 12, 13 cái. Quen nha. Có hàng là vui rồi. Cha bắt luôn. Tính phải nhiều nhiều là mình không bắt rồi. Nhiều là mình ốp máy rồi đó. Có con bắt đó. Cho các bạn xem. Cái đoạn này là đoạn hay nhất trong bẫy gắn. Mà đây là công tác yêu thích nhất của mình. Tú lưới. Này đẹp tú lưới mới nữa chứ. Bởi vì nó tú lưới mới mà mỏng mỏng cái này cũng không làm ăn không bỏ không im với mình. Vậy đi. Gái anh trai ơi. Anh trai em gái vậy nè. Em gì nè. Nửng cái. Sáng giờ buồn rồi. Trời ơi trời. Có cái lỗ như xíu bình đó gì mà nó nghẹt xuống dưới đó. Gặp này.
Dạ, bò ra bạn ơi. Nó đang chuẩn bị chạy ra. Chi da, ui trời trời ơi. Mình sợ nó quấy nó cỏ, ai ngờ. Ông nội mẹ ơi, phải được khúc này không mà sướng các bạn. Khúc này không có 400 g phải chơi đâu. Nhưng mà thật sự con này 200 g tới nữa. Khúc quá tài khúc. U nu luôn. Sướng chuột mình, cũng hới luôn. Khúc đó ha, mà hấp nha. Hấp đàng hoàng, đừng có chặt chứ nha. Cắt cái đốt gọn gọn nha. Chóng cái chanh một cái. Nhà một cái là khỏi đồ thai. Rồi. Với những cái bẫy tiếp theo nha bạn ơi. Còn mấy cái nữa thì thăm mấy cái nha. Ok. Thế nào cũng hút em nữa à. Có chớn này. Mịt mù hết trơn bạn ơi. Mình ở xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú, tỉnh Sóc Trăng. Rất vui khi được làm quen với cả nhà nha. Giao lưu với cả nhà nha. Thì mấy ngày gần 3 tháng nay rồi mình không có bán được con rắn nào chứ. Lái nó không có cân các bạn. Thứ nhất là quán xá nó không có mở cửa. Rồi lái không có cân. Nên đa số rắn của mình thì bán lẻ. Chút đỉnh cho anh em ăn nhậu hỏi sớm thôi bạn ơi. Chuột quá thì mình tự cung tự cấp không rồi. Đặt được thì mình để dành đó mình đặt rắn. Một nồi trời. Bây giờ thì mình có hết chuột rồi. Không biết kiếm đâu ra chuột nữa. Rút cái này ra luôn mọi người. Kiến quá kiến. Cái này con lần thứ ba. Toàn là chết. Chết cái chuột không. Cái vực này nó hơi cao cao. Cái kiến tập trung ở đây quá trời. Rút quân rút quân. Còn mấy cái nó tranh thủ để hơi mưa tới. Cái này công nhận là một ngày may mắn của Bình Trần nha. Chưa thăm cái nào phóng ngang cái mương nó đọt cái tổng cái điện thoại. Quay không được. Vì nhà không biết ăn nói sao chỉ cử nhà nữa. Thâm thì không dính con nào. Rồi quay trái lại bị mất mưa, nãy giờ đục mưa có gần cái tiếng đồng hồ. Giờ thấy tầm tạnh gáo gáo à. Còn đen trời đen đất cái chân. Đi đại bạn ơi, chứ đục chắc tới chiều quá. Đây cái bẫy nằm ở đây. Còn có ba cái nữa à, tranh thủ thâm rồi đi về. Ủa, nó tiêu luôn rồi bạn ơi. Ngập cái gì rồi. Ủa, nó tiêu rồi trời. Đặt ở đây mà. Ngốc tím bạn ơi. Rồi không biết con nào luôn này. Mưa ngập nước rồi bạn ơi. Vui. Các bạn xem thông cảm giùm mình nha. Mình chưa đặt mấy cái gốc chuối này lắm nè. Lĩnh bệnh mò kim đáy biển này. Ba cái hy vọng hút con em cái trời. Trước mắt là kiếm chưa gặp cái bẫy nha bạn ơi. Được con rắn một bữa nay mà không được bốn con. Mà mò hồi hút ngọn lương nên ta cười ngất. Trước mắt là không có thấy à bạn ơi. Cái bẫy nằm đâu à. Cái cuối cùng nha. Hy vọng mong manh mình vẫn hy vọng nha. Trước mắt là báo với các bạn mình có một con một thôi đó. Cái cuối cùng rồi lấy dòng bịch lúa bể không nội rồi. Mưa rồi quá mưa có gì không trong lỏng rồi bạn ơi. Hơi nặng nặng đi thử đừng nó cái cuối cùng này dính nha. Trời ơi trời ơi tổ đại ông Bình này lúa lên cái này nè mà nó dính con rắn. Tổ đại rồi bạn ơi. Cái cuối cùng có hàng anh em ơi. Trời đất ơi quỷ ơi. Hên thiệt chứ. 20 cái mà cái này mà lại dính ông nội ơi. Tính kết thúc video sớm rồi nha. Đấy chạy cái này thấy nặng lắm các bạn. Con này là nhì cái chắc rồi đó. Biết tình hình đi. Nhì sình hay nhì lúa nhì gì mà thấy nặng lắm á. Ui, thật ơi nó nằm đây. Thứ nào mà chịu nổi, ghét không? Đã. Sướng thiệt chứ. Đã. Chua mánh nè bạn ơi. Sáng gì được hai con. Cái con kia tưởng bự, nói ruột gan gọi nó xí gì xí luôn. Hai chú. Bữa nay là cũng tệ mà từ hồi giãn cách tới giờ là clip này là clip tệ nhất. Chỉ có hai em thôi.
có đẳng hay không. Trời ơi trời, lúa nó lên cái này. Lên dày dục luôn, đè xuống hết được luôn, còn được không? Mưa bão gì nó rút lại cái đầu này dở thấy nặng nặng. Con tay thì chim kiểu này thôi bạn, không biết được. Con này á, con này cũng cái chặn chặn coi trong túi à. Cái gì không nổi bạn ơi, tại nó nặng lúa à. Chứ không phải là nặng gắn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ủng hộ mình nha. Ồ, nó dán nông lên cái đầu trên chưa có chim, nó nông lên đầu trên. Con gắn à, con ngang tay à. Bắt hơi lâu nha bạn, các bạn thử cảm nhận, các bạn nào có trong nghề á, các bạn thử cảm nhận một cái tay nghịch á. Cái tay nghịch bắt thử gắn ra nó coi nó chậm có nào. Các bạn lúc đó bạn thương mình, bạn thông cảm cho mình nha. Chứ mình cũng đang tranh thủ nhanh gọn lẹ để đỡ mất thời gian nhất có thể. Chứ mà con mà nói mình câu giờ thì mà nó không hề có ý nghĩ câu giờ các bạn. Gà. Y đi đâu vậy em trai? Con này 10 thì con nãy như cả 6 nha bạn. 17 à, 17, con 10 con 7. Con này thì 300 yếu, con kia 100 giác. Kệ có gắn coi đã không. Con 10 con 8 nha. Na ná nha, đều là hàng 3 hết. Ok, cảm ơn các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo của mình nha. Giờ clip sau nha, clip này được 2 chú thôi bạn ơi. Này hên tới nái luôn. Quan trọng là cái điện thoại của mình, hy vọng là chuyến sau sẽ sử dụng lại được nha. Đây là lần thứ cỡ thứ 3 đó, mình gớt cái xuống 90 rồi đó bạn ơi, chứ không phải là lần đầu tiên. Trong 4 năm vừa qua mình quay cái điện thoại. 4 lần, 3 4 lần về đó không nhớ, mà lần nào để thời gian đêm ngày vậy đó, coi cỡ 2 lần sạc pin là tự nhiên nó trong lại. Bữa nay không biết có trong hay không. Rồi ok, điện thoại này mình quay có rung lắc á, thì các bạn xem giùm ủng hộ và cũng như là thông cảm cho mình nha. Lần đầu tiên, lần thứ hai mình cầm cái máy nè, iPhone 6 cùi bắp, mua cũ của người ta các bạn. Cái iPhone 6 này mình mua cũ của người ta luôn, có 1,2 triệu à. Xài cũng thời gian lâu rồi, nghe gọi thôi bạn ơi. Bữa nay túng rồi, lấy vô quay luôn. Rồi bye bye các bạn nha, bye bye. Bye bye.